Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Voice mời bạn lắng nghe truyện dài Lá nằm trong lá, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đơn vị cấp phép xuất bản: Nhà xuất bản trẻ. Giọng đọc: Thanh Toàn trước khi vào truyện. Đôi khi tôi nằm mơ, những giấc mơ mùa hè, với rất nhiều gió thổi qua cạnh dương liễu, chạy dọc hàng rào, ngôi trường thời trung học. Năm đó, tôi học lớp 9. Một năm đáng nhớ, với rất nhiều mối tình đầu nảy nở ở cái tuổi chuẩn bị đặt chân vào cấp 3. Đã có rất nhiều cặp đôi trong bọn tôi vào năm cuối cấp lắm chuyện vui buồn đó. Chúng tôi thường chở nhau đi bằng xe gắn máy bằng cách bị ra đủ thứ lý do chính đáng để lừa các ông bố giao chìa khóa xe cho mình. Từng cặp, cả bọn đèo nhau đi vào đường sim, đi lên bãi đá tiên nông hay ra sông Ly Ly, những nơi trốn nên thơ nhất trong thị trấn. Ra suối, bọn con trai cởi hết quần áo ném trên bờ, chỉ mặc độc cái quần xà lõn nhào xuống nước. Thì bơi chán lại chia làm hai phe, một phe leo lên một mỏm đá nhô giữa sông trấn dữ, còn phe kia cố sức đánh chiếm trong khi bọn con trai bị bổm vật nhau và hò hét ầm ĩ bọn con gái ngồi túm tụm dưới những rặng tre ngà thủ thỉ trò chuyện và nhằn hạt dưa đem theo trong cặp sách tôi không biết bọn con gái nói gì với nhau trong những lúc đó thậm chí suốt những năm tháng đó ngay cả lúc ngồi sau yên xe thỏ con nói với tôi những gì và tôi đã trả lời nó như thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Những giấc mơ cũng chẳng giúp tôi biết nhiều hơn. Khi những trường đoạn thỏ con xuất hiện bên cạnh tôi, những lúc riêng tư, bao giờ cũng giống như những khúc phim câm. Có lần mẹ tôi bất ngờ xuất hiện trong những thước phim, phát giác ra tôi cùng chiếc Honda biến mất khỏi nhà ngay sau giờ cơm. Mẹ tôi lặng lội đạp xe đạp đi kiếm tôi giữa trưa nắng chang chang. Chẳng phải mẹ tôi khắc khe gì với tôi, chẳng qua bà sợ ba tôi thức dậy sẽ biết tôi đánh cắp chìa khóa xe của ông rong chơi cùng bạn bè trước khi tìm thấy tôi đang lặng ngập giữa con sông lily tôi đoán mẹ tôi đã lùng sục nhiều nơi khác bà giận dữ gom hết quần áo của tôi và ba thằng bạn cột thành một nồi trên yên xe sau định bỏ về tôi chắc là bà rất mệt sau cuộc trường chinh tìm kiếm thằng con leo lỏng nên bà mới giận đến thế bốn đứa tôi đứng dưới sông trông thấy mộng một cảnh mẹ tôi hăm hở tịch thu quần áo nhưng với những chiếc quần đùi mỏng ten dính bết vào đùi, chẳng đứa nào dám bước lên bờ. Cô ơi cô, tụi con lại cô, cô trả quần áo cho tụi con đi cô. Trong khi ba thằng bạn tôi đứng ngâm nửa người dưới nước gân cổ đồng ca, thì tôi chỉ biết méo máu. Mẹ ơi! Hôm đó, cuối cùng thì mẹ tôi cũng trả lại cho bọn tôi mớ quần áo. Tất nhiên phần lớn nhờ những tiếng năn nỉ thảm thiết của bọn con gái đang vây quanh mẹ tôi tụi nó vừa tấm ghi đông xe vừa làm cách nào đó chỉ có tụi nó biết khiến cho nước mắt chảy vòng quanh như thể cả bọn sắp ngất nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó mẹ tôi còn trở lại giấc mơ niên thiếu của tôi nhiều lần nữa như những gì tôi sắp kể ra sau đây tôi cặp kè với thỏ con suốt một năm trời mà chẳng nhớ nổi tụi tôi đã tâm tình với nhau những gì đặc biệt. Có lẽ vì tụi tôi yêu nhau theo cái kiểu trẻ con học đòi làm người lớn. Tôi chở thỏ con lượn vòng vèo ngoài đường với vẻ kiêu hãnh của một người chở một chiếc tivi đời mới nhằm khoe khoang hơn là biết cách sử dụng cái tivi đó. Thực tình thì bao nhiêu lần dắt nhau ra sông, chui rút vào đường sim hay giữa các khe đá của bãi thiên nông. Tụi tôi chưa hôn nhau một cái nào Tôi hỏi tụi thằng Hòa, thằng Sơn, thằng Thọ Hóa ra tụi nó cũng thế Cũng như tôi Tụi nó chở đám cúc tần, xí muội hạt dưa Đi loan quăng những chốn thơ mộng Rốt cuộc cũng chỉ để rút máy ảnh ra Bấm tanh tách Kiếm vài bộ hình về nhét đầy cái album làm kỷ niệm học trò Cái trò yêu đương nhăn nhít này do thằng Thọ bày ra Nó lớn hơn tụi tôi 3 tuổi Mặc dù cả bọn đều ngồi chung một lớp Một ngày Thọ rút trong cặp ra một cuốn sổ cách nê khoe tôi. Gì vậy? Tôi không cầm lấy ngay mà nhìn cuốn sổ. Tò mò hỏi. Mày xem đi. Thọ nhe mắt đẩy cuốn sổ về phía tôi. Tôi vớ lấy cuốn sổ, lật lật vài trang, miệng suýt xoa. Ôi, của mày à, làm sao mày có được? Đối với bọn tôi hồi đó, đi học toàn được ba mẹ sắm cho loại tập 100 trang tính luôn bìa. Đứa nào có được cuốn tập 200 trang đã là một báu vật. Còn một cuốn sổ cách nê là điều gì đó thật đặc biệt. Bìa cứng, không sợ quăng, trong ruột, không phải là giấy kẻ dòng song song như tập học trò. Đây là giấy kẻ caro. Bạn muốn vẽ hình trang trí, muốn viết chữ N, chữ O, thật to và thật ngay ngắn. Giấy caro là một phương tiện tuyệt vời. Tao đánh cắp của mẹ tao. Nhà thần thọ là tiệm tạp hóa lớn ở Hương An. Điều này về sau tôi mới biết, vì thỉnh thoảng nó mới về nhà. Phần lớn thời gian thọ ở nhà ông chú, chủ tiệm bánh mì ở bến xe thị trấn, để đi học cho gần. Tôi có ghé nhà nó chơi mấy lần, lần nào cũng sung sướng khi nó đánh cắp bánh kẹo trong lọ để đãi tôi. Bây giờ nghe nó bảo nó đánh cắp, tôi tin ngay. Mày đọc đi. Thọ dục, khi tôi mãi xăm soi cuốn sổ mà chưa chịu xem nó viết gì trong đó. Cuốn sổ cách nê của thọ chép toàn thơ, thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Đinh Hùng, hay không? Tiếng thọ bên tai. Tôi nhẩm đọc. Ta yêu em mê từng ngón bàn chân, mắt nhắm lại để lòng ngu gió bão. Và gật cù. Hay! Mày lật ngược cuốn sổ lại đi. Tôi lật ngược cuốn sổ và dở ra. Đại thơ. Lần này là thơ của thi sĩ. Có cái tên rất kêu. Lãnh Nguyệt Hàng. Tôi đọc thơ Lãnh Nguyệt Hàng. Tôi gọi tên em là Hạt Dưa em trồng mùa nắng hái mùa mưa. Hay không? Lại tiếng thọ hỏi. Tôi nghe rõ nó đang nuốt nước bọt. Hay! Mắt thọ sáng trưng. Mày biết lãnh nguyệt hàng là ai không? Là ai? Là tao đấy. Là mày. Lãnh nguyệt hàng là bút danh của tao. Bút danh của mày à? Thế nó có nghĩa là gì? Là trăng lạnh. Tôi tròn mắt. Nhưng lạnh là lạnh, hàng cũng là lạnh. Tao muốn trăng của tao thật lạnh, trăng của tao là trăng ở Bắc Cực. Thế hạt dưa là đứa nào? Tôi lái sự quan tâm của tôi sang phía khác, mặc dù tôi không biết tại sao thọ lại muốn làm trăng ở Bắc Cực. Thọ nheo mắt. Đó là con lan súng, nó chuyên ăn hạt dưa, mày cũng biết rồi đó, ăn đến mẻ răng luôn. Thế mày thích nó à? Ừ, Thọ nhịp nhịp tay lên bàn, nói bằng cái giọng như thể cả thế giới đã đồng ý với nó từ lâu rồi. Mày cũng phải thích một đứa nào đó, tuổi thần Sơn, thần Hòa cũng vậy. Mỗi thi sĩ phải có một nàng thơ của mình. Tại sao phải là ba đứa tao? Vì ba đứa mày là tinh hoa của lớp. Tao đã đọc thơ của ba đứa mày năm ngoái. Đó là những bài thơ hay nhất trên báo tường của lớp. Được thọ xếp vào hạng tinh hoa, tôi sướng rơn và dễ dãi. Ừ, tao sẽ cố thích một đứa. Đứa đó là Thỏ Con. Dĩ nhiên Thỏ Con là tên tôi đặt cho nàng thơ của tôi. Tên thật của nàng là Nguyễn Thị Dầu, một cái tên hợp với lĩnh vực kinh doanh hơn là thi ca. Sau khi nhỏ lan súng biến thành hạt dưa, nàng Nguyễn Thị Dầu hóa thành Thỏ Con. Hai nàng lọ lem khác trong lớp tôi cũng nhanh chóng khoác lên mình những cái tên mỹ miều, Cúc Tần và Xí Muội các nàng tập hợp quanh bốn nhà thơ lãnh nguyệt hàng cỏ phong sương trầm mặc tử và hận thế nhân những bút danh mà bây giờ nhớ lại thấy chẳng khác gì bốn hũ mức để ngoài gió có thể chảy nước bất cứ lúc nào những bút danh kêu rỗn rãng đó có vẻ phù hợp với một gánh cải lương hơn là một bút nhóm văn chương nhưng lúc đó bọn tôi rất vênh vang với những bút danh sủng soảng và loè loẹt đó việc thành lập bút nhóm cũng do thọ bày ra lúc này nó đã là trưởng ban báo chí của lớp rồi nhanh chóng thăng tiến lên chức trưởng ban báo chí của trường một hôm nó tập hợp bọn tôi tại quán cà phê trước cổng trường tụi mình phải thành lập một bút nhóm để làm gì thằng hòa thắc mắc hỏi ngu thọ nhún vai sao lại để làm gì mày có biết nhóm tự lực văn đoàn không biết nhất linh khái hưng thạch lam thọ chém tay vào không khí tụi mình sẽ thành lập nhất linh khái hưng thạch lam trong tương lai nó chém gió thêm một cái nữa do đó tụi mình phải thành lập bút nhóm viễn ảnh thọ vẽ ra huy hoàng đến mức chẳng đứa nào buồn thắc mắc tại sao phải có bút nhóm mới có thể trở thành những nhà văn lớn được những vũ trọng phụng nguyễn công hoan tô hoài có thuộc bút nhóm hay văn đoàn nào đâu tưởng tượng mình sẽ trở thành nhất linh khái hưng mỗi đứa nào đứa nấy thi nhau khục khịch và trong khi bị vinh quang làm cho lóa mắt chẳng đứa nào nghi ngờ gam màu tươi sáng thằng thọ vừa phết bừa lên bức tranh tương lai và dĩ nhiên ba cái đầu cùng gật có bút nhóm thì phải có tên của bút nhóm cỏ phong sương trầm mặc tử và hận thế nhân hào hứng đề nghị hết tên này đến tên khác nhưng đều bị lãnh nguyệt hàng thô bạo gạt phắt giỏ nhảm tầm thôn sau khi chê bai ba đứa tôi không tiếc lời bằng bộ mặt lạnh băng như trăng bắc cực thọ chép miệng. Đầu óc tụi mày kém quá, nghe đây nè. Bút nhóm của mình là bút nhóm mặt trời khuya. Sơn há hốc miệng. Mặt trời khuya? Ừ. Hòa gãi tay. Khuya làm gì có mặt trời? Coi chừng người ta kêu mình hâm. Lại hỏi ngu. Thọ quắc mắt. Văn chương bao giờ cũng đòi hỏi sự độc đáo, hiểu chưa? Khả năng của văn chương là biến những điều không thể thành có thể, hiểu chưa? cứ nói một câu, thi sĩ lãnh nguyệt hàng lại đệm hai tiếng hiểu chưa, y như ghi súng vào người đối diện. Tôi chưa hiểu, nhưng không muốn bị thằng thọ mắng ngu, nên lật đật đáp, hiểu rồi. Thằng Sơn cũng hoan hỷ hiểu rồi, nhưng nhìn bộ mặt đực ra như ngỗng ỉa của nó, tôi ngờ nó cũng không hiểu gì sất. Để bút nhóm mặt trời khuya có đất dụng võ, thọ là đánh cắp của mẹ nó một cuốn sổ cách nê khác. Trang đầu tiên của cuốn sổ họ kẻ bằng mực đỏ thật đậm chữ nào chữ nấy to cổ cộ bút nhóm mặt trời khuya ngay bên dưới là một tuyên ngôn hết sức khệnh khạng tương lai của văn chương nước nhà tiếp theo là dòng chữ nhỏ hơn sáng tác văn thơ cuối trang là tên bốn thành viên được đóng khuôn trang trọng chung quanh được trang trí bằng hoa lá chim bay cò bay nhìn rối cả mắt tất nhiên không thể thiếu mặt trời mặt trời khuya Tôi nhìn trang sổ chặn dịch những chữ và hình bằng ánh mắt kính cẩn. Mày vẽ đấy à? Tao thức suốt đêm qua đấy. Thọ kể công. Hòa ngơ ngác. Bọn mình làm gì với cuốn sổ này? Thằng Hòa là chuyên gia hỏi ngu. Nhưng lần này thọ không buồn mắng nó. Nó lật qua trang kế tiếp. Kiêu hãnh chỉ tay vào bài thơ của lãnh Nguyệt hàn Đây là thơ của tao. Tao là người mở đầu. Nó đập tay lên vai tôi. Thi sĩ cỏ phong sương sẽ là người kế tiếp nó dưới cuốn sổ vào tay tôi. Mày cầm về, sáng tác được gì, viết vào đây. Sau đó chuyển cuốn sổ cho đứa khác, cứ xoay vòng như thế. Văn thơ, thực ra cả bốn đứa tôi đều làm thơ. Của bút nhóm mặt trời khuya không chỉ có đề tài tình yêu. Bọn tôi còn viết về tình bạn, tình thầy trò, tình quê hương. Nhưng đã là nhà văn, nhà thơ thì dứt khoát phải có người yêu. Nếu không chỉ làm được những bài thơ, bài văn vứt đi. Thọ quả quyết thế, không phải tự nhiên mà các nàng hạt dưa, thỏ con, cúc tần, xí mũi quấn quýt quanh bọn tôi. Tất cả là do mưu kế và miệng lưỡi của thọ. Nó gặp bốn nàng thơ, đề nghị các nàng vào ban báo chí của nhà trường. Quyền lợi của ban báo chí là gì? Đó là thỉnh thoảng được nghỉ học để đi làm báo. Tức là đi mua giấy, đi đánh máy, đi quay Roneo. Toàn chuyện trọng đại. Từ khi nhậm chức trưởng ban báo chí của trường, thọ nảy ra sáng kiến làm đặc sang dưới hình thức in Các trường bạn cũng làm đặc sang vào dịp Tết. Riêng trường tôi, thọ bày ra đặc sang mùa thu, đặc sang mùa xuân, rồi đặc sang mùa hè. Thầy hiệu trưởng vốn thích văn chương, thi sĩ lãnh nguyệt hàng tha hồ thao túng. Thế là ban báo chí gần như chuồng học quanh năm. Vì chứ được nghỉ học là bọn học trò mê tích, nhất là được nghỉ những tiết phải lên bản trả bài bọn thỏ con cúc tần nghe thọ hứa hẹn khoảng nghỉ học gật đầu không nghĩ ngợi nhờ công của thọ bốn chàng thi sĩ của bút nhóm mặt trời khuya đi đâu cũng có bốn nàng thơ kè kè bên cạnh cái cách bọn tôi chuồn khỏi lớp mới thật là oai trống đổi tiết vừa vang lên cả bọn lục đục thua dọn sách vở vô cặp sách cô hiền vừa xuất hiện ở chỗ cửa lớp thọ đã dẫn đầu ban báo chí rồng rắn bước ra khỏi bàn lễ phép thưa cô tụi em xin phép cô được nghỉ tiết hôm nay để đi làm báo ạ à. Cô Hiền vui vẻ. Các em đi đi, cô đã được thầy hiệu trưởng báo rồi. Thế là cả bọn hiên ngang đi lướt qua mặt cô giáo trước ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tụi bạn. Ách như vậy, làm sao bọn con gái không mê? Cô Hiền dạy môn sinh vật, nhưng lại thích văn thơ. Tôi thích văn thơ, nhưng lại không thích học môn sinh vật. Tuần nào tôi cũng suối thọ lựa tiết sinh vật để xin đi làm báo. Cô Hiền, người giống như tên, chẳng phàn nàn gì về chuyện ban báo chí cứ nhẹ tiết dạy của cô mà chuồn ra ngoài. Hồi đầu năm, có lần thấy bọn tôi chuyện tay nhau cuốn cát nê của bút nhóm Mặt Trời Khuya. Cô bảo đưa cô xem. Trong khi cô ngồi xem sáng tác của bọn tôi, thì bọn tôi hồi hợp, ngốc cổ ngồi xem cô. Thấy cô xem mê mãi, quên cả dò bài, thỏ khều tôi. Mày thấy không? Cô đọc sai xưa. Ờ. À, tôi gật đầu. Sung sướng chưa được 5 giây, đã cục hứng, khi thọ phên mặt Cô đọc thơ của tao đấy Bọn tôi nghỉ học môn sinh vật hoài Lòng không khỏi ái ngại Một hôm tôi bảo thọ Tối nay tụi mình lên nhà cô Hiền chơi Mày biết nhà cô đâu không Cô và cô Mười trọ ở tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường Cô Hiền và cô Mười từ thành phố về đây dạy học Nên phải ở nhà trọ Cô Mười là giáo viên của trường Nhưng không dạy bọn tôi Nhưng tôi biết cô Mười rất quý bút nhóm mặt trời khuya Cô Hiền thỉnh thoảng vẫn mượn cuốn sổ cách nê của bọn tôi đem về nhà đọc. Tôi không biết cô thích gì trong đó. Dĩ nhiên là cô đọc thơ tình của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàng. Thọ nói giọng chắc như đinh đóng cột. Tôi không biết thọ nói đúng không. Nhưng cô Hiền đọc, chắc chắn cô Mười thế nào cũng đọc. Nếu không, mỗi lần tình cờ giáp mặt bọn tôi trên trường, cô không mỉm cười với đôi mắt nheo nheo tuyệt đẹp như thế. Cô Mười không dạy lớp tôi, nhưng có vẻ cô biết rõ từng thành viên trong bút nhóm mặt trời khuya. Thọ vung tay. Dĩ nhiên cô Hiền đã hãnh diện giới thiệu bọn mình với cô Mười. Giờ ra chơi, chắc chắn hai cô đứng trong phòng giáo viên ngắm trộm bọn mình qua cửa sổ. Nó hùng hồn mô tả, chi tiết và sống động cứ như thể lúc đó nó đứng ngay sau lưng hai cô. Cô Hiền chỉ tay vào từng đứa, sung sướng nói, kia là thi sĩ cỏ phong sương, còn đây là thi sĩ mặt mụn hận thế nhân. Còn anh chàng đẹp trai này là thi sĩ lãnh nguyệt hàng đẹp trai cái đầu mày, thằng sơn nổi cáo, ta mặt mụn còn hơn mày mặt rỗ, lại thêm một thằng ngu, thọ trừng mắt, mặt rỗ là dấu hiệu của thiên tài, nó toát ra vẻ đẹp tinh thần, hiểu chưa? Thiên tài lãnh Nguyệt Hàng dành là người đầu tiên gõ cửa tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường. Chào cô ạ, à. nó cúi đầu lễ phép khi nhát thấy cô Hiền bước ra. Cô Hiền có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của bốn chàng thi sĩ. Cô tròn mắt ra một lúc. Ngay sau đó cô ngoảnh miệng cười. "À, chào các em. Các em đi thăm cô đấy à?" Cô vẫy tay niềm nở. "Các em vào nhà đi." Phòng của cô bài biện đơn sơ nhưng ngăn nắp. Sách vở chất đầy một ngăn tủ nhỏ. Một chiếc đàn tranh trên vách. Trên bàn cạnh sắp bài cô chấm dở là một lọ hoa tươi, hoa cúc vàng. "Chắc cô xin ở nhà ai?" Thấy bọn tôi đứng khép nép cạnh cửa phòng, cô mỉm cười các em ngồi đi. Trong phòng chỉ có bốn chiếc ghế con, nên bốn đứa tôi ngần ngại đưa mắt nhìn nhau. Cô Mười vén tóc cười nói, các em cứ tự nhiên, cô và cô Hiền ngồi trên giường được rồi. Cô Mười cười với bọn tôi bằng mắt ngay từ lúc bọn tôi bước vào. Trong cô vui tính và thân thiện, cảm giác cô có thể cười suốt ngày. Đợi bọn tôi ngồi xuống ghế, cô Hiền chỉ tay vào từng đứa vui vẻ giới thiệu. Học trò mình đó, Mười, Lạ lùng là cái cách cô giới thiệu sau đó giống hệt những gì thằng thọ tưởng tượng. Kia là thi sĩ cỏ phong sương, còn đây là thi sĩ hận thế nhân. Còn anh chàng này là thi sĩ lãnh nguyệt hàng. Tất nhiên, các từ mặt mụn và đẹp trai không có trong câu nói của cô. Cô Mười lặng yên quan sát bọn tôi, miệng tẩm tiểm trong khi bọn tôi nóng rang mặt mày vì sung sướng và cả vì mắc cỡ trước lời giới thiệu trang trọng của cô Hiền. Hôm đó, bọn tôi mời hai cô giáo đi dạo đi đâu hả các em? Đi xuống cầu Hà Kiều chơi đi cô. Họ quảng cáo, tối nay có trăng ngồi trên cầu hóng gió thơ mộng lắm cô. Cô Hiền và cô Mười năm đó mới ra trường khoảng 20, 21 tuổi. Chỉ lớn hơn tôi, Hòa, Sơn, năm 6 tuổi. Và lớn hơn thi sĩ lãnh Nguyệt Hàng chừng 3, 4 tuổi. Vẫn còn ham chơi. Ở xứ lạ không quen biết nhiều, tối nào cũng ru rú trong phòng. Được bọn học trò rủ đi chơi thì thích lắm, hai cô giáo và bốn học trò sống bước bên nhau dưới ánh trăng xuôi chợ hà lam rồi theo con đường cuối chợ chạy dọc ruộng lúa rẽ ra bầu sen thọ chỉ cây cầu xi măng ngắn ngủng vắt ngang bầu với các khóm trúc xanh xào xạc ở hai đầu cầu khoe cầu hà kiều đó cô ôi chỗ này đẹp quá hả mười cô hiền reo lên như trẻ con được kẹo tụi mình ở thị trấn này gần nửa năm rồi mà chưa đến đây bao giờ cô mười cười Thật là thiếu sót, sáu người ngồi trên thành cầu trò chuyện, vừa đưa mắt ngắm mặt nước loáng ánh trăng bạc, thỉnh thoảng vài đóa hoa sen bị đánh thức bởi một chú cá đớp mồi. Giật mình bung cánh và ngơ ngác tỏa ra thứ hương thơm kín đáo, cứ thoang thoảng chập chờn trong gió như gần như xa. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi không nhớ rõ các cô giáo và bọn học trò đã nói với nhau những gì trong buổi tối tuyệt vời đó nhưng tôi nhớ như in thứ ánh sáng mở màn mông lung và huyền hoặc tráng lên mọi vật kể cả các gương mặt quanh tôi khiến đôi lúc tôi có cảm giác tôi đang lạc vào một nơi nào đó rất xa nơi tôi đang sống trong suốt một tuần hầu như tối nào bọn tôi cũng ghé tìm xuân lan đường, sủ cô hiền và cô mười đi dạo tới ngày thứ bảy tình thầy trò giữa hai cô giáo và các học trò không cách xa lắm về tuổi tác đã bắt đầu phản phất tình chị em lẫn tình bạn bè sau này khi lên cấp 3 và đại học, tôi cũng nhiều lần chơi thân với các thầy giáo, cô giáo, nhất là các thầy cô giáo dạy các môn mà tôi là học sinh xuất sắc. Nhưng mãi mãi tôi vẫn không bắt gặp lại cảm giác êm ái và thi vị lúc tôi và ba thằng bạn trong bút nhóm mặt trời khuya cùng hai cô giáo trẻ dạo bước dọc các cánh đồng để nghe hương lúa lẫn hương sen thấm vào tóc, vào áo. Ngủ một đêm sáng dậy vẫn chưa tan tiếc là những buổi dạo chơi dưới trăng đó chỉ kéo dài đúng một tuần thoạt đầu là các nàng thơ của chúng tôi tỏ phản ứng như đã nói bốn cặp bọn tôi chơi với nhau hết sức trong sáng gọi là cặp đôi nhưng chưa cặp nào trao nhau một nụ hôn cầm tay bọn con gái thì chỉ có thằng sơn và thằng hòa về sau hai thằng này mới thật thà khai báo và biện bạch rằng tụi nó cầm tay xí muội và cúc tần là để kéo hai nàng thơ nhảy qua mấy con mương trong sáng thật thế nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng không tự ái tôi không nghĩ là ghen tuông và cảm thấy mất mặt với thiên hạ ít ra là với tụi bạn trong trường vẫn tin chúng tôi là những cặp đôi kháng khích đến mức chẳng ai hồ nghi gì chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa thỏ con bùng nổ trước tiên tôi thấy quá đủ rồi đó quá đủ gì cơ tôi giả nai cúc tần nhìn bọn tôi ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo đủ khiến mặt trời, dù chỉ là mặt trời khuya phải đông cứng lại. Mấy ông đừng có giả bộ ngây thơ. Thọ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng hạt dưa nhe răng súng khiến nó vội vàng khép miệng và giật lùi ra xa. Nghe đây, từ hôm nay yêu cầu mấy ông chấm dứt trò rủ cô giáo đi chơi. Trời đất! Thằng Hòa sọc 10 ngón tay vào mái tóc, như sẵn sàng đục thủng đầu mình vì bị oan ức học trò đi chơi với cô giáo có gì đâu mà. Tùy mấy ông. Xí muội chu mỏ, trông nó rất giống một con ngỗng đang nổi khùng. Nếu đi chơi với cô Hiền và cô Mười thì khỏi đi chơi với tụi tôi. Hạt dưa không nghe răng súng nữa, nhưng nó ngậm miệng là để lấy hơi nã phát súng quyết định. Đừng chọc tụi này, chọc tụi này ngứa mắt, tụi này sẵn sàng rút khỏi ban báo chí. Trong một giây, thế giới bỗng tối sầm trước mắt bốn đứa tôi. Từ khi tập tành làm văn nghệ, tập tành yêu, chưa bao giờ tụi tôi gặp phải lời đe dọa nào tồi tệ hơn thế. Thằng Sơn hiện nhất bọn, từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt ngó lơ chỗ khác. Nghe hạt dưa ra tối hậu thư, nó quay nhìn thằng thọ bằng ánh mắt như muốn nói Chết cha rồi mày ơi! Tôi không hình dung được thi sĩ lãnh nguyệt hàng cảm thấy mùi vị gì trong miệng vào lúc này nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của nó, có cảm giác nó đang nuốt nhầm một con bọ xích. Bình tĩnh, bình tĩnh nào các bạn. Nó ấp úng, con bò xích chắc chưa khạc ra được. Tay phát một cử chỉ mơ hồ như vẻ bùa. Có lẽ muốn làm bọn con gái mất tập trung, trong khi nó loay hoay nghỉ kế. Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Cúc từng nóng nảy. Đừng có mà quan quát lên. Họ gầm gừ, các bạn có biết đi chơi với cô hiền có một mối lợi to lớn lắm không tôi nhìn sững thọ chẳng biết thằng này sắp bịa ra chuyện gì chính tôi là đứa suối cả bọn ghé tiệm thuốc bắc xuân lan đường có vì lợi lộc gì đâu chẳng qua do ngại ngùng vì nghĩ tiết sinh vật của cô nhiều quá hòa và sơn chắc cũng đang tự hỏi như tôi hai đứa cắm mắt vào mặt thằng thọ như ăn ten đang dọa sống lợi gì cúc tần hỏi lại giọng nghi ngờ Lợi này rất là lớn, lớn, lớn lắm. Thọ vinh mặt bô bô, theo cái kiểu các tay quảng cáo thuốc cao. Chơi thân với cô, mai mốt đến thi học kỳ, cô sẽ cho tụi mình biết trước đề thi. Hóa ra, thọ lên giọng hách dịch vì nó nảy được lý do này. Nhưng mặt bọn con trai chưa kịp nở ra, si mùi đã tạt ngay một thùng nước lạnh. Tụi này không cần. Nước lạnh còn khá, Cúc Tần hạ một câu khiến bốn chàng thi sĩ có cảm giác như bị ai liện dày vào giữa mặt. Ai lười học bài mới nghĩ ra trò ma giáo này? Lời lên án nhóm mùi đạo đức của Cúc Tần kết thúc luôn buổi nói chuyện. Tất nhiên, theo cái cách không một đứa nào trong bốn đứa tôi ngờ tới. Nhưng lời đe dọa của các nàng thơ không phải là nguyên nhân thật sự khiến bọn tôi chấm dứt các cuộc dạo chơi với cô Hiền và cô Mười. Con nè! Một hôm mẹ tôi kêu tôi lại nghiêm mặt rì. Tụi con lớn xác rồi, 14, 15 tuổi rồi. Các cô giáo thì trẻ măng. Tụi con đừng có rủ các cô đi chơi buổi tối nữa, kẻ người ta xì xâm, tội nghiệp các cô. Năm đó tôi và thằng Hòa 14, Sơn 15, Thọ lớn nhất 17, cô 10, 20, cô Hiền 21. Nhưng khi đứng cạnh thì bọn tôi đứa nào cũng cao hơn hai cô giáo cả nửa cái đầu. Tất nhiên cô giáo vẫn là cô giáo, học trò vẫn là học trò, hai cô thích đi chơi với bọn tôi vì tìm thấy ở đó những tình cảm ấm áp giúp cuộc sống ở thị trấn xa lạ bớt buồn tẻ và vô vị. Còn bọn tôi thân thiết với cô Hiền, cô mười trước hết để tẩy xóa mặc cảm tội lỗi khi đồng lòng ghét bỏ môn sinh vật của cô. Sau nữa vì cô xem tội tôi như những nhà thơ xứng đáng để cô kết bạn chứ không phải là những đứa học trò hỉ mũi chưa sạch. Thoạt đầu tôi đã định ngoát miệng cãi lại mẹ tôi định gân cổ phân bua. Định nói với mẹ là thầy Khương đẹp trai dạy toán và giỏi bóng chuyền đang để ý cô Hiền. Bằng chứng là bữa nào cô Hiền bị ốm hay vì lý do gì đó đột ngột nghỉ dạy, bao giờ thầy Khương cũng tự động chui vô lớp cô Hiền tích cực ổn định trật tự để thầy hiệu trưởng khỏi phê bình cô về cái tội nghỉ dạy không báo trước. Tôi đã định kể lễ như vậy, nhưng khi mẹ tôi nói câu cuối cùng thì lòng tôi liền xìu xuống. Ờ, à, dù sao đi nữa tôi cũng không thể đi khắp thị trấn để rêu rao thầy Khương đang thích cô Hiền, nhưng không biết cô Hiền có thích lại hay không. Để thiên hạ đừng bàn tán ra vào lung tung nữa. Tôi kể lại chuyện đó với thọ. Nó xuôi vai rầu rĩ. Mẹ tao cũng mới vừa la tao, chả biết nhỏ hạt dưa mách lẻo những gì mà mẹ tao làm ầm. Mẹ thằng Sơn cũng quả trách y như mẹ tôi và mẹ thằng Thọ. Chỉ có mẹ thằng Hòa là không rầy con, vì bà không hay biết gì nhà thần Hòa ở thuốc dưới chợ được. Ngày nào nó cũng đạp xe băng qua bãi cát trắng xóa và nóng hừng hực dài cả chục cây số để đến trường. Nó viện cớ nhà xa, thường xin ba mẹ ban đêm ở lại nhà tôi để sáng hôm sau đi học sớm. Dĩ nhiên ba mẹ nó bằng lòng ngay. Không ai biết nó ở lại thị trấn vì ham vui, vì khoái đàn đấm với ba đứa tôi. Khoái cái khoảng tối tối cả bọn kéo nhau ra quán ngồi uống cà phê, khoe nhau những bài thơ mới làm và tập tành hút thuốc lá dưới sự chỉ bảo và cổ vũ của bậc đàn anh lãnh nguyệt hàng. Trong bút nhóm mặt trời khuya, thọ là đứa đầu đàn. Dù mặt nó rổ hoa mè, vì nó là đứa lớn tuổi nhất, lại đang giữ chức vụ rất hách là trưởng ban báo chí của lớp và của trường. Nó thành lập bút nhóm, tự phong cho nó chức nhóm trưởng. Nó khuyến khích tôi, Hòa và Sơn chuyện tốt đẹp như sáng tác thơ văn, lẫn chuyện chẳng hay ho chút nào là hút thuốc lá. Thoạt đầu, bốn đứa ngồi trong quán cà phê, chỉ có nó phì phèo thuốc lá. Tôi đoán nó đánh cắp thuốc lá trong tiệm tạp hóa của mẹ nó và tập hút hai ba năm nay rồi. Nó rít một hơi thuốc thật đẩy, phun khói qua lỗ mũi, rồi nheo mắt nhìn ba đứa tôi với cái cách đang nhìn ba đứa con nít. Thi sĩ là phải biết hút thuốc lá. Nó rào giảng. Khói thuốc lá giúp đầu óc ta ngất ngây, tâm hồn ta mơ mộng, ta sẽ nhìn đời bằng đôi mắt ảo huyền và làm được khối thơ hay. Ba tao cấm tao hút thuốc. Hòa chi ngăn. Ba tao bảo ai hút thuốc sớm muộn gì cũng bị ho lao. Sơn phụ họa. Thấy tao cầm điếu thuốc, ba tao sẽ đuổi tao ra khỏi nhà ngay tức khắc. Ngu! Thọ sầm mặt mắng ngay. Nó nói nhanh như để bịt miệng tôi, là đứa mà nó biết chắc nếu không kịp ngăn lại, thế nào tôi cũng sẽ hù vào với hai đứa kia. Tụi mày là nhà thơ, là những thi hào trong tương lai, không thể suy nghĩ và hành động như những kẻ tầm thường. Nó quét mắt một vòng, hùng hồn. Kẻ tầm thường ho lao rồi chết, còn thi sĩ sau khi bị ho lao sẽ để lại cho đời những án văn thơ bất hủ. Thấy tụi tôi lộ vẻ nghi ngờ, nó đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi nữa rồi liêm diêm mắt. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần. Tôi khẽ nói, gớm sao mà nhớ thế? Ngân Nga dứt, nó mở bừng mắt ra, hất đầu về phía ba đứa tôi. Thơ hay không? Tôi xuất xoa. Hay, thơ của mày à? Không, thơ hồ dến. Hòa trầm trồ. Hồ dến làm thơ hay ghê. Chỉ chờ có vậy, thọ nhét môi, đắc thắng. Nhưng nếu không tập hút thuốc lá, hồ dến làm thơ dở ẹt liền. Thọ nói có sách, mách có chứng. Bà đứa tôi ngay mặt ngó nhau. Năm phút trôi qua, hòa rụt rè cất tiếng. Nhưng ba tao bảo bệnh ho lao. Thọ hừ mũi, không để hòa kịp đem ba ra hù dọa. Mày lấy bút danh là trầm mặt tử mà cứ sợ ho lao. Thi sĩ hàng mặt tử còn bị tới bệnh hủi nữa kìa. Ho lao thì ăn nhẩm vậy. Hàng mặt tử là tượng đài quá lớn trong lâu đài thi ca nước nhà. Thọ quát xong, cả bọn nín thinh. Không đứa nào dám hó hé, quên bản việc hỏi lại nó xem hàng mặt tử lúc sinh thời có hút thuốc lá và giữa thuốc lá và bệnh hủi có bà con gì với nhau hay không. Thấy cả đám nghề ra như bị thằng làng ị trúng mặt, chắc thọ sướng rơn. Nó chỉ điếu thuốc đang hút giỏ ra trước mặt tôi, giọng ngọt như ướp mật. Cỏ phong sương hút trước đi, trong ba đứa, tao thấy mày là đứa có phẩm chất thi sĩ nhất. Được lãnh nguyệt hàng ca lên mây, tôi nở từng khúc ruột. Nhưng khi cúi nhìn điếu thuốc lập lòe trên tay nó, mặt tôi không giấu vẻ lo lắng. Đừng sợ. Thọ trấn an tôi. Nó chồm người tới trước. Một tay đặt trên vai tôi. Tay kia dúi điếu thuốc vào tay tôi. Dễ như ăn kẹo ấy mà. Không thể thoái thác được. Tôi đành cầm lấy điếu thuốc rụt rè, đưa lên miệng. Trước vẻ mặt tò mò của Sơn và Hòa. Cố lên! Hít vô chậm chậm thôi. Thọ động viên tôi. Tôi nhắm mắt hít vô chậm chậm, thấy miệng đắng nhét. Tệ hơn nữa, khói thuốc sọc lên mũi tôi cay xè, khiến tôi ho sặc sụa. Tôi hoảng hồn liền điếu thuốc đi, rối rít. Thôi thôi! Thợ sầm mặt chạy đi lượm điếu thuốc tôi vừa ném ra xa. Kiểu này suốt đời mày sẽ không bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi. Thọ nhiếc móc, rồi nó đưa mẫu thuốc cho thằng Hòa, hất hàm. Mày biểu diễn cho nó coi đi, trầm mặt tử. Hòa xanh mặt, ba tao bảo, ba tao hoài, thọ hừ mũi. Thi sĩ gì mà động tí lại kêu ba, hút đi, mày ho lao, tao chịu trách nhiệm. Cũng như tôi, Hòa nhớ nhát nhón lấy điếu thuốc bằng những ngón tay run run trông như nó đang nhón một con sâu. Dưới sự dụ dỗ chen lẫn đe nẹt của bậc đàn anh lãnh nguyệt hàng, suốt cuộc ba thi sĩ còn lại của bút nhóm mặt trời khuya cũng làm được điều tệ hại là phì phèo thuốc lá. Hòa đã quên chuyện ho lao, sơn tự nhủ mình hút ở ngoài quán, ba mẹ mình đâu có thấy. Tôi cũng thế, nghĩ đây là chuyện bí mật, phần vì mơ mộng làm được những câu thơ hay như hồ dến. Thật sự thì ba đứa tôi bập thuốc lá như những kẻ học đòi. Trừ thằng thọ, chẳng đứa nào hút được nguyên điếu thuốc, bao giờ cũng thằng thọ đốt thuốc trước, rít vài hơi, sau đó truyền vòng quanh. Tôi, Hòa và Sơn, mỗi đứa chu môi rít một bụng khói rồi lật đật phun ra, Họ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt chán ngán Nhưng nó chẳng trách cứ gì Chỉ phẩy tay Từ từ rồi tụi mày sẽ quen Trong khi chờ quen với chuyện độc hại này Trong thời gian đó Tôi phải đối phó với một chuyện độc hại khác Lần này là chuyện độc hại Mang tên Trầm mặc Tử Vì dạo này gần như đêm nào Hòa cũng ngủ lại nhà tôi Do vậy mà tôi phát hiện thi sĩ Trầm mặc Tử Đã 14 tuổi rồi Mà vẫn còn đái dầm Tối nó ngủ chung giường với tôi Và thằng em tôi Sáng ra bao giờ người ngợm ba đứa cũng ướt mềm, khai rình. Hôm đầu tiên, tôi hét lên khi phát giác ra điều kinh khủng đó. Có đứa đá dầm! Tôi nhìn em tôi, giọng ghê tởm. Mày phải không? Đâu phải em. Em tôi ngơ ngác. Tôi quét mắt sang Hòa. Vậy là mày. Không phải tao. Hòa chối, nhưng vẻ lúng túng của nó đã tố cáo nó. Tôi nhúng vai, tao sẽ kể chuyện này cho tụi xí muội cút tần nghe tụi nó sẽ khóc thét khi biết thi sĩ trầm mặc tử lớn tuổi tòng ngồng rồi mà còn đá dầm ê mặt hòa xám xịt đừng chơi xấu anh em mày tôi đập tay lên vai nó uhm, tao đang đói bụng biết tôi đòi hối lộ tráng hòa nhân tích nhưng nó chỉ biết cười khổ ra đầu ngõ ăn bún giò với tao hòa dẫn tôi đi ăn bún giò đãi thêm một ly cà phê và tối đó nó lại đái dầm tiếp Nó đái dầm ba đêm liên tục Ba đứa tôi ngủ trên giường lót chiếu cói Nước tiểu không thoát được Sáng nào thức dậy người cũng như tắm Thấy mẹ tôi ôm chiếu đi giặt mỗi ngày Ba tôi mua về một chiếc giường xếp bằng ni lông Giường xếp đang bằng những sợi ni lông nhỏ, đủ màu Nước trong người thằng Hòa chảy ra đến đâu Nhỏ tông tông xuống nền nhà đến đó Từ bữa đó, Hòa ngủ một mình một giường Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.